Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Xin quý vị và các bạn đã luôn theo dõi kênh ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Phải nói là rất lâu lắm rồi chúng tôi mới mua được một chiếc xe Hyundai i10 mà nó còn đẹp như thế này ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i10. Đây là phiên bản hatchback, chiếc xe được nhập khẩu. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và xe sản xuất là năm 2016. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe chạy có hơn 1 vạn km thôi. Và đây là cái phiên bản Hyundai i10 là 1.2 ạ. Phiên bản hatchback này và 1.2 thì là và số tự động thì lại rất là ít sử dụng dịch vụ hơn nếu như những chiếc xe Hyundai i10 mà lại cái bản 1.0 hoặc là 1.2 mà số sàn ấy thì lại đa số là chiếc xe là chạy dịch vụ. Nhưng mà cái phiên bản mà số tự động như chiếc xe này thì là tôi cam kết là không chạy dịch vụ tí nào và cái đồng hồ của nó là đồng hồ nguyên bản. Đồng hồ chúng tôi không tua, đồng hồ chạy có hơn 1 vạn, nó chính xác là khoảng 1 vạn 7 cho đó. Tí nữa tôi sẽ quay cái đồng hồ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Dàn lốp của nó còn nguyên và nó mới như thế này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, nó có chạy được hơn 1 vạn thì có đúng hay không ạ. Toàn bộ cái dàn lốp này là nguyên bản theo xe, la răng còn chưa xước. La răng có một cái la răng thì nó hơi xước một chút, còn chiếc la răng này thì giờ tôi quay là nó còn nguyên không xước một tí nào mà lốp rất là mới, chạy hơn 1 vạn và lốp còn nguyên. Đây là cái đét của lốp đấy ạ, lốp 2016, chiếc xe sản xuất năm 2016 và cái lốp tuần 11 năm 2016 đấy. Tất cả này còn mới nguyên ạ, từ cái dàn đèn pha cho đến đèn hậu tất cả đều mới hết ạ. Vì chiếc xe sử dụng có hơn 1 vạn thôi. Cái xe này là nữ sử dụng cho nên là chị em phụ nữ chỉ có chạy loanh quanh trong phố thôi. Cho nên cái xe này nó còn mới, cực mới ạ. Phải nói là lâu lắm rồi chúng tôi mới mua được một chiếc xe i10 mà nó còn đẹp như này. Vì đa số là cái dòng i10 này là anh em Hà Nội hay chạy dịch vụ. Mà nếu như chiếc xe mà chạy dịch vụ mà sản xuất 2016 mà đăng ký 2017 như chiếc xe này mà chạy dịch vụ thì phải nói là bây giờ nó cũng tương đối là nhiều rồi ạ. Vì anh em mà chạy dịch vụ một năm, anh em chạy dịch vụ chia sẻ là một năm chúng tôi chạy là có thể đến hàng 10 vạn một năm nhé. Một năm mà chạy đến 10 vạn rồi mà chiếc xe này cá nhân chạy nhất là chị em phụ nữ chạy chỉ có loanh quanh ở trong phố này, một ngày thì chạy vài cây số thôi, cho nên là nó mới chạy thật từ năm chạy đăng ký là năm 2017, 2018, 2019, hơn 3 năm rồi. Chạy hơn 3 năm rồi mới có hơn 1 vạn thôi. Nếu như nói thì quý vị các bạn không tin. Nhưng mà tôi sẽ mời quý vị các bạn đến xem trực tiếp chiếc xe này thì quý vị các bạn mới thấy được từ cái lốp cho đến cái khoang động cơ cho đến cái ghế, cần số vô lăng nó còn đẹp như nào ạ. Chiếc xe này là khóa thông minh, để nổ start stop ạ. Đây là cái nút mở chạm tay bấm mở cửa bên lái. Và chiếc xe này là mở cửa cả bên lái và bên phụ cũng chạm tay mở cửa hết ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn cũng thấy được, đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào ạ. Vì là chúng tôi nói là hơn 1 vạn thì nhiều quý vị và các bạn không tin đâu. Quý vị và các bạn lại nghĩ là anh em thợ thuyền về là sẽ tua đồng hồ rồi, cho nên là nó mới ít như vậy. Nhưng mà quý vị và các bạn yên tâm, quý vị và các bạn đến xem xe này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn luôn ạ. Vì không phải là cái nhìn cái đồng hồ có thể đoán được là nó chạy nhiều hay chạy ít, mà quý vị các bạn căn cứ vào tất cả mọi cái, từ những cái tay nắm cửa này nó còn mới và đẹp như thế này cả. Tay nắm cửa tất cứ cả còn đều nguyên hết ạ. Bây giờ tôi lại quay cho quý vị các bạn cùng xem vào cái khoang nội thất và toàn bộ phần keo chỉ cánh cửa và khoang nội thất ạ. Quý vị và các bạn xem và có thể tự đánh giá được cái chất lượng này như thế nào. Nội thất này là nội thất màu đen pha với màu đỏ thôi ạ. Đây là cái phần nội thất của xe, tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem ạ. Và chiếc xe này là tôi nói thật với quý vị và các bạn là tôi vừa mới rửa qua về cái bên ngoài đi thôi, chứ bên trong là chúng tôi cũng chưa dọn dẹp được cái gì cả. Nội thất là nội thất da pha với nỉ, cái phần giữa này là cái phần nỉ ạ. Và bên ngoài là da, phần đỏ đỏ ở giữa là phần nỉ ạ. Đây là chiếc xe được nhập khẩu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký nhập về Việt Nam mình và đăng ký tên tư nhân năm 2017 ạ. Đăng ký lần đầu là 2017, chiếc xe mới lăn bánh được có 1 vạn 7 thôi. Cho nên nó còn rất là mới ạ. Nó mới và đẹp hay không, nếu như quý vị các bạn không tin thì quý vị các bạn sẽ đến xem trực tiếp chiếc xe này ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe này, xin mời quý vị các bạn hãy đến
Địa chỉ là ô tô Ngọc Hải 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem và lái thử chiếc xe này ạ. Quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Đây là toàn bộ về cái phần ghế nội thất phía sau của chiếc xe. Nội thất của nó còn mới lắm mà chúng tôi cũng chưa dọn dẹp được cái nội thất này lên đây, chưa có đánh dọn gì được cho nên là nó hơi xấu một tí. Đây là do bẩn thôi, bẩn nên đánh rửa đi cái là nó sạch lắm đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc xe này còn mới rất đẹp, dàn lốp nguyên bản và cái lốp xe cua này còn chưa hạ cơ. Lốp xe cua cũng chưa hạ, còn nguyên hết ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tôi quay cả cái khoang đằng sau này cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Keo chỉ tất cả còn nguyên hết. Ốc cốp sau đây, đây là cái ốc cốp sau còn nguyên hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa đâm đụng hay chưa va chạm gì ạ. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Đây là cái phần cốp sau. Đây là chiếc lốp xưa cua của xe. Tôi sẽ mở lên cho quý vị các bạn cùng xem cái lốp xưa cua của xe này ạ. Đây là chiếc lốp xưa cua của chiếc xe đấy ạ. Lốp xưa cua còn nguyên bản, chưa hạ tí nào ạ. Vẫn còn nguyên vạch sơn của chiếc lốp xưa cua này ạ. Đây là toàn bộ về cái phần khoang sau, khoang lốp xưa cua đấy ạ. Còn mới nguyên, chưa hạ một tí nào ạ. Đây là cái cánh cửa bên cửa sau bên phụ. Táp bi cửa sau bên phụ. Nội thất của chiếc xe này là nội thất màu đen pha màu đỏ. Và nội thất da pha nỉ. Phần bên ngoài là da và bên giữa xen nỉ ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe và lái thử chiếc xe này trực tiếp thì xin mời quý vị và các bạn qua địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu thôi. Trong cái thời điểm đang dịch bệnh như thế này thì là những chiếc xe dành cho gia đình. Và ở cái tầm tiền hơn 300 triệu này thì quý vị và các bạn bỏ ra hơn 300 triệu thì quý vị và các bạn đã bảo vệ được cho gia đình mình chống cái dịch bệnh rất là nhiều, hạn chế đi xe công cộng, hạn chế đi xe taxi, đi xe của gia đình mình là yên tâm và an toàn nhất ạ. Đây là cái phần táp lô của chiếc xe. Táp lô còn rất là mới, tuy có phần bụi bặm ra chúng tôi chưa dọn rửa gì chứ nếu dọn rửa đi thì mới lắm đấy. Tôi quay lại chi tiết cho quý vị và các bạn và xem ạ, về cái đồng hồ và cái táp lô của chiếc xe này. Vô lăng cũng đã được tích hợp các nút điều khiển rồi đấy ạ. Và đây là chiếc đồng hồ của xe đấy ạ. Đồng hồ của xe mới chạy có 1.700.000 thôi ạ, chính xác là 170.863 km, tức là 1.700.000 rồi ạ. Gương gập điện rồi đây, gương gập điện tích hợp trên cái cụm điều khiển lên xuống kính của chiếc xe rồi ạ. Vô lăng tích hợp nút điều khiển. Vô lăng còn rất là mới và chủ xe cũng đã bọc cái vô lăng này lại cho nên là nếu bỏ cái lớp bọc của vô lăng này ra thì cái vô lăng này mới lắm đấy ạ. Chạy có hơn 1.000.000 thôi cho nên tất cả các thứ nó còn mới là cái điều đương nhiên. Quý vị và các bạn không tin tưởng vào cái đồng hồ nhưng quý vị và các bạn cũng phải tin tưởng vào được cái chất lượng của chiếc xe. Nó đẹp về tổng thể chứ không phải riêng về cái phần nào thì bảo chúng tôi làm lại. Như riêng về vô lăng cần số này thì nó nguyên bản ạ. Đây là điều hòa của xe. Chiếc xe đã trang bị khóa thông minh để nổ start tốt đây rồi ạ.
Và cái màn hình giải trí đa phương tiện này đã được tích hợp lên điện thoại này. Điện thoại rảnh tay, chúng ta có thể điện thoại rảnh tay hoặc radio hoặc là chơi nhạc này. Toàn bộ về cái phần màn hình này chơi nhạc này, bản đồ, có bản đồ dẫn đường. Nó là một cái màn hình giải trí đa phương tiện mà Hyundai đã trang bị cho chiếc xe i10 này. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe này, đó là trái tim của chiếc xe. Hyundai đã trang bị cho trái tim của chiếc xe này là một động cơ 1.2 lít. Đây là cái phiên bản 1.2, cho nên động cơ là được trang bị động cơ 1.2 đi kèm hộp số tự động. Tôi không phải giới thiệu về cái động cơ nhiều cho quý vị và các bạn, mà tôi quay ở đây là tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn xem là động cơ nó còn mới hay không, nó còn nguyên bản hay không, tất cả cái động cơ này nguyên bản hay không và có bị ngập nước hay không. Nếu như mà chiếc xe này mà đã bị ngập nước thì cái động cơ này sẽ không nguyên bản nữa và sẽ bị tháo ra rồi ạ. Tôi vẫn quay cho quý vị và các bạn cùng xem chi tiết từ con ốc một ạ, để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của nó như thế nào. Chiếc xe này chạy có hơn 10.000 km thôi, cho nên tất cả nó còn nguyên là điều đương nhiên. Và không ngập nước thì cho nên máy móc này nó mới còn nguyên bản, là từ cái ốc chân máy cho đến ốc mặt máy. Tất cả cái ốc ở trong khoang động cơ này nó là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa ngập nước gì thì là cái động cơ này, ốc tất cả nó còn nguyên là điều đương nhiên. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe và sở hữu chiếc xe này thì quý vị và các bạn chỉ việc bỏ ra hơn 300 triệu và đến ngay địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được sở hữu ngay chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi, xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi cập nhật trên kênh ô tô 360 này. Chúng tôi mua chiếc xe nào về là chúng tôi sẽ cập nhật lên đây. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến, đang muốn sắm cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô cũ thì mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất, để đón xem những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi cập nhật ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau ạ. Thank you.